Hello anh em nha. Đang có mặt trong bãi xe mình lên cho anh em mình cái mẫu xe mà giá nó rẻ nhất từ nhỏ lớn giờ em bán luôn, 15 triệu. Toyota Camry đời 85 phun xăng điện tử, động cơ máy 1.8 phun xăng anh chị nha, trợ lực nhẹ teo luôn. Để em giật capo cái máy em ru anh chị, kính là kính quay nha. Kính quay tay ha. Tích cực quay tay vận may sẽ đến anh chị nha. Đó. Vô lăng là trợ lực luôn nha anh chị nha. Camry nè, trợ lực nhẹ tay luôn nha. Để cho anh chị 15 triệu bán giùm ông anh em nè, không lấy 1.000 bạc lời luôn, bán giùm thôi. Tại ông anh làm trong bãi xe anh chị ha. 15 triệu là anh em mình có con du lịch chạy rồi, che nắng che mưa chạy cả gia đình luôn, chở 5 người luôn. Có máy lạnh không anh chị? Có, không biết máy lạnh hay không hiểu. Chưa biết đúng không? Nhưng mà cái máy thì ngon đúng không? Phun xăng. Máy ngon. Xe hiện tại không báo lỗi luôn. Thân tay báo cửa này đầy đủ luôn nè, không báo lỗi luôn nha. Có đồng hồ tua, đồng hồ hơi đầy đủ luôn á. Tua máy 1.000 đúng luôn nè. Máy ngon cực kỳ luôn. Hai vô trước là hai vô mới luôn nè. Máy em vua bị 71 bánh xe luôn đó. 15 triệu anh em chạy đá bán sử dụng cũng được 10 triệu rồi, đăng kiểm vừa hết anh chị nha, anh em mua về tự kiểm ha, kiểm là chắc khoảng 2-3 triệu 3-4 triệu gì đó. Máy ngon, dàn ghế đẹp, cửa bọng ok đó. 15 triệu à, du lịch gì rẻ nó không lạnh rồi chứ. Thua luôn, giá rẻ đúng rẻ rồi chứ. Túp lô túp ly đẹp ha, 15 triệu à. Trời ơi, rẻ. Mấy cái gầm cho đem nhìn xem. Cô mới tin là cái cô mới tin anh chị. Trong cái em 85 phun xăng. Rồi anh em nào thích mẫu này liên hệ cho em qua số 0866678971 nha. 15 triệu anh em khỏi trả giá nha anh chị nha. Anh em mua về chạy chán bán cho trai em được 10 triệu rồi, lỗ có 5 triệu bạc à. Anh em chạy 1 2 năm cũng được ha. Khỏi đăng kiểm chạy luôn, chạy dưới quê chạy vòng vòng. Mà cho dù anh em mình chạy ngoài lộ cũng đâu ai bắt mấy xe này đâu. Bắt người cũng lựa người có tóc chứ mấy anh cặp đầu bắt anh chị đúng không? Đó. Rồi ok anh em, là mẫu này liên hệ cho anh Thành nha. Cảm ơn em mình nhiều.